Hello, xin chào các bạn Để chuẩn bị cho giải đấu thí vua lấy tốt lần thứ tư Thì dạo này mình đang tập chơi cờ chớp Chơi thể loại 3 phút cộng không giây cho mỗi nước đi Công nhận chơi cái thể loại này thì nhanh thật toan chưa kịp suy nghĩ đã hết giờ Nước đi thì blunder liên tục Cho nên elo bị tụt xuống tầm 1.200-1.300 Nhưng ở cái tầm elo này thì cũng gặp nhiều đối thủ khá là gà Và hôm chủ nhật tuần trước Mình đã may mắn áp dụng thành công bẫy liga với một đối thủ diễn biến của ván cờ như sau. Mình cầm quân trắng đi trước, mở màn với nước tốt E4. Đối thủ của mình có nickname là Masikos, người Ba Lan, đáp trả bằng nước tốt E5. Tiếp theo, trắng đi mã F3, tấn công tốt đen. Đen để tốt D6, bảo vệ tốt E5, triển khai thế trận phòng thủ Philidor. Trắng phát triển tượng C4, chuẩn bị nhà thành. Đen phi tượng lên G4, ghim mã trắng. Mình nhìn thế cờ này nghĩ rằng có khả năng bẫy được đối phương bằng bẫy Lig rồi đây. Cho nên phát triển tiếp mã C3, Đen cũng phát triển mã C6, trắng để tốt H3 tấn công tượng đen. Ở đây nước tốt nhất cho đen phải là đổi tượng lấy mã của trắng. Tuy nhiên, đen lại lùi tượng về H5 để vẫn duy trì ghim mã trắng và đây là một sai lầm. Trong với sai lầm này, trắng lấy mã ăn ngay tốt đen và thí hậu. Tưởng ngon, tượng đen ăn ngay hậu trắng nhưng đây lại là một sai lầm nghiêm trọng một nước đi blunder. Trong với sai lầm này, tượng trắng ăn tốt F7 chiếu đen chỉ có nước duy nhất là chạy vua E7 và cuối cùng mã trắng D5 chiếu hết. Như vậy là mình đã áp dụng hoàn hảo bẫy Liga vào thực chiến. Thật đáng tiếc cho bạn Masikos, một trong 10 bẫy khai cuộc cờ vua nổi tiếng nhất mọi thời đại mà bạn ấy lại không biết. Quay trở lại với nước cờ thứ năm Khi làm về bẫy Liga này thì mình thấy khá nhiều bạn hỏi sao mã trắng không ăn luôn tốt đen và thí hậu. Việc gì phải để tốt H3 tấn công tượng đen thì xin giải thích với các bạn như sau Nếu đen biết được cái bẫy này Bạn ấy sẽ không ăn hậu Mà lấy mã ăn lại mã trắng và bảo vệ tượng Tự nhiên trắng lỗ không một quân mã Cho nên cái nước đẩy tốt H3 chính là đề phòng trường hợp này Trường hợp mà đen nhận ra được cái bẫy lấy mã ăn mã trắng thì hậu trắng ăn tượng đen và trắng vẫn lãi được một quân tốt, lại còn phát triển quân tốt hơn trong khi toàn bộ cánh vùa của đen đều chưa hề phát triển. Mã đen bán tiếp tượng trắng Thì hậu trắng B5 chiếu bắt lại mã đen ngay Rồi Pha thí hậu và chiếu hết đẹp mắt này Được gọi là bẫy legal Trong nhiều trường hợp thì ván cờ sẽ không diễn ra Đúng bài vở như này Nhưng mà các bạn vẫn có thể áp dụng cái bẫy này Để có thể thí hậu chiếu hết được đối phương Và quả chiếu hết bằng hai mã một tượng này Được gọi là legal mate Ok Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại